Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Vì sao tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng tôi vẫn thất bại? Có bao giờ các bạn tự đặt cho mình cái câu hỏi đó không? Mình tin là trên con đường phát triển bản thân, sẽ có những lúc chúng ta hoang mang, những lần chúng ta tự hoài nghi bản thân mình, những cái bức tường cao vời vãi ấy. Đúng là không có cái thành công nào đến một cách dễ dàng cả. Trước khi đi vào video thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản podcast. Các bạn hãy để lại một lượt đăng ký cũng như nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tương tự nhé. Mình cảm ơn. Tôi phải làm gì với chính tương lai của bản thân đây? Đây là một cái câu hỏi mà trong năm qua mình đã hỏi bản thân rất nhiều. Cũng trong cái khoảng thời gian này, mình rất là mơ hồ, cũng có phần mệt mỏi nữa. Và rồi mình vô tình đọc được quyển sách là Pick, những ảo tưởng về thiên tài, mà mình sẽ lên một chiếc clip review trong thời gian sớm nhất ha. Nó như một cái sự tình cờ vậy đó. Và những cái duyên nhỏ nhỏ khác trong cuộc sống nó gộp lại tại một thời điểm, khiến mình nhận ra là chỉ có mỗi nỗ lực không thôi là chưa đủ. Vậy thì làm gì khi mà cả mình và bạn, chúng ta đã cố gắng rất nhiều nhưng mà vẫn thất bại đây? Phải làm gì đây? Có một bài học mà mình học được khi ở vị trí là nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho dự án Sustaination Việt Nam. Đó là một cái sản phẩm muốn bán được cho khách hàng thì sản phẩm ấy phải giải quyết được nhu cầu cho khách hàng cái đã. Khi mà ra mắt thị trường sẽ có một bước, mà bước này sẽ gọi là bước thử. Thì ở cái bước này chúng ta sẽ nghiên cứu số liệu xem là cái sản phẩm máy thực tế nó có tiếp cận được với người dùng hay không, và người dùng sẽ cảm thấy như thế nào. Tới đây thì sẽ có khá nhiều sự hụt hẫng, vì rõ ràng là chúng ta đã cố gắng rất nhiều trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng mà khi mà sản phẩm ra mắt thị trường á thì hiệu quả nó chưa có rõ rệt, thậm chí là không có hiệu quả luôn. Thấy không? Thực tế nó vả vào một cái bóp, đó là không phải cứ nỗ lực cố gắng rồi sẽ được. Cố gắng, nỗ lực, nó là một cái từ rất là đẹp. Cũng như mình cũng đã thường nghe những cái câu chuyện cảm hứng là bạn cứ nỗ lực đi, rồi thì bạn sẽ làm được, vân vân. Ừ, thì nó đúng ở một số khía cạnh. Nhưng mà cũng giống như một cái ngôi nhà bị khóa lại ở cửa trước. Cái việc bạn cứ lấy bản thân bạn tông vào cửa như vậy nè, thì về lâu về dài, bạn sẽ chỉ thương tích đầy người, như là biểu hiện của cái việc bạn đang hoang mang, tự hoài nghi chính bản thân hiện giờ vậy nè. Thì thay vào đó, bạn hãy đi xung quanh nhà, tìm xem biết đâu sẽ có cái cửa sau, hoặc là biết đâu sẽ có cái cửa sổ mà bạn có thể leo vào được, và cũng biết đâu bạn sẽ tìm được một cái chìa khóa được giấu ở xung quanh nhà thì sao? Cái việc bạn đi xung quanh lục tìm á, nó như là một cái sự nỗ lực. Và cái sự nỗ lực này là cái sự nỗ lực khác đi, không theo lối mòn. Bạn đã hiểu ý mình muốn nói là gì chưa? Có những nhà doanh nghiệp khi mà mới ra mắt thị trường thì họ may mắn nhận được sự quan tâm của công chúng, nhưng mà về lâu về dài thì dường như họ lại lặn mất tâm giữa thị trường. Cảm xúc, sự quan tâm của công chúng nói chung nó là một thứ gì đó không cố định, nay lên được thì mai chắc chắn sẽ xuống được. Nên là sự nghiên cứu, nó phát triển, nó phải luôn được thực hiện lặp đi lặp lại như là một cái bánh xe xoay vòng. Và sự cố gắng, nỗ lực khác đi, không theo lối mòn, nó cũng phải như vậy. Đoạn giữa video thì mình muốn gửi một lời an ủi cũng như là động viên tới tất cả các bạn và cả mình nữa. Bạn làm tốt rồi. Có bao nhiêu con người ở ngoài kia cũng xuất phát điểm như chúng ta mà họ đã chọn từ bỏ hết. Chỉ có chúng ta kiên trì, ngồi lại, nỗ lực hết mình thì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào với bản thân về cái điều đó. Nhưng quyết định là nằm ở mình và bạn. Từ tốt đến xuất sắc á, nó sẽ là một quãng đường nữa. Quãng đường này tuy không xa, nhưng nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn, đồng nghĩa với việc là chúng ta hãy cố gắng khác đi, khôn ngoan hơn. Đôi khi chúng ta á, mình dùng từ chưa nha, chúng ta chưa tìm ra được cái cách để mà chúng ta cố gắng khác đi. Có thể là do chúng ta tìm tòi vào hỏi chưa sâu. Hoặc chúng ta đã lần ra được cái cách đó rồi đó, mà tại vì chúng ta
chưa đủ chịu khó để mà chúng ta có thể tìm tòi và học hỏi cái điều đó. Thật sự nha, nếu mà chúng ta cứ ở mãi trong cái vùng an toàn quá thoải mái của bản thân, để mà chúng ta từ chối cái việc thay đổi á, ta cứ mượn cái danh nghĩa là cố gắng để mà không thật sự cố gắng á, thì ta vẫn chỉ có thể là ta, cứ tà tà như vậy, cứ làm mọi việc một cách cảm xúc, một cách tùy hứng như vậy. Thì khi mình nhìn lại, ta vẫn ở đó. Thời gian trôi đi, nó sẽ là một cái áp lực, mà ta thì vẫn chỉ có thể ở đó. Cái cảm giác đó, nó rất là khó chịu. Mình hay nói đùa đối với những người bạn biết được cái nỗi băn khoăn này của mình. Một cái câu đó là thiên thời địa lợi nhân hòa, có cả ba yếu tố ấy thì mới có thể thành công được. Bây giờ tao, có thể là tao chưa có thiên thời địa lợi, thì biết làm sao giờ? Mình vẫn phải cố gắng thôi chứ làm sao? Mình không thể nào bỏ cuộc được. Mình vẫn tin vào cái câu đó, đó là chỉ cần chúng ta cố gắng rồi sẽ được. Và chỉ có khi chúng ta bỏ cuộc đó, thì lúc đó mới thật sự là thất bại. Nản thì có nha. Nhiều khi nản theo cái kiểu mà thất vọng tới cái mức mà bản thân ngỡ là mình sẽ không thể thất vọng được hơn nữa ấy. Nhưng mà cứ vô thức mà cố gắng đều đều thôi, cố gắng như một thói quen thôi. Và bây giờ mình cũng đang cố gắng theo một cái hướng là khác đi. Hy vọng các bạn cũng sẽ như vậy. Và đây cũng chính là một cái lời chúc cuối năm của mình dành cho tất cả các bạn luôn. Ok, đó là tất cả những gì mà muốn truyền đạt trong video ngày hôm nay. Hy vọng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này, và cũng đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.